Với 25 năm trong lĩnh vực nông sản, mới đây tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh đã đưa hệ thống Bảo Minh Mart vào hoạt động. Siêu thị Bảo Minh với diện tích gần 1.000 m² được thiết kế hiện đại, sản phẩm trưng bày khoa học giúp người tiêu dùng dễ dàng trong việc lựa chọn sản phẩm và thoải mái trong suốt quá trình mua sắm. Các sản phẩm được bày bán ở siêu thị chủ yếu là nông sản thiết yếu gồm các loại gạo ngon và đặc sản vùng miền, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt và thân thiện với môi trường, được cung cấp từ những đối tác uy tín trong nước. Người tiêu dùng khi mua sắm tại đây còn được hưởng các tiện ích và dịch vụ gia tăng như giao hàng miễn phí trong vòng 5 km, dịch vụ làm sạch, tẩm ướp thực phẩm tươi miễn phí, gói quà miễn phí cũng như thanh toán thuận tiện. Với chiến lược phát triển hệ thống từ cửa hàng tiện ích, Bảo Minh Mart sẽ xây dựng hệ thống thương hiệu, đặt mục tiêu mở rộng trên phạm vi toàn quốc.